Xin chào tất cả các bạn, đây là Trương Bảo Như và đây là Isni Hà Thị Dũng này. Nào, như giới thiệu đi. Đây là bài Mình Mất Nhau Bao Giờ, sáng tác của Lam Phương. Các bạn còn nghe bài này mới ngẫu hứng, Dũng cũng mới nghe lần đầu tiên luôn. Và bây giờ là Như sẽ hát và hai đứa tròn ngẫu hứng nha. Vô luôn, xin thử nè. Đó, mình vô luôn nha. Tình như treo đầu ngõ, chào các bạn và hẹn lại gặp một clip tiếp theo, bye bye. Có giới thiệu gì không thi chị? Giới thiệu luôn. Okay. Như đây là duyên dáng Bolero, sắp tới thì sẽ phát sóng vào tối thứ 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Quý vị nhớ đón xem và theo dõi, xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại, bye bye.